Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PCMinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về test hộ đồ các bạn nhé. Và đây là hôm nay chúng ta sẽ có tương đề kiện này. Đấy. Và chúng ta sẽ đến với kiện đầu tiên là kiện của bạn Kiều Văn Lộc các bạn nhé. Chúng ta sẽ xem cái kiện của bạn là bạn Lộc này là kiện gì các bạn nhé. Bạn đây gói trong một cái bọc to đùng một đống này nhưng mà vẫn bị bẹp các bạn nhé. À, bẹp này. Đấy. Cái này là do không có xốp này để nó kê cho cứng nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một con power color này các bạn này. Đấy. Ống đồng rất là to luôn, hai ống, hai nguồn, một nguồn 8, một nguồn 6 à. Con này là con gì đây? Con này là con R9380X các bạn ạ, bản 4GD5 các bạn nhé. Con này là tháo hết rồi các bạn này. Tháo hết các rồi và cái backplate thì trông nó cũng khá là dỉ. Chứng tỏ con này đã chắc can thiệp cũng nhiều rồi các bạn ạ, bởi vì nhất là nhiều con gửi về bên mình nhé. Sau đó sang viện thì người ta báo là bị mất rất là nhiều linh kiện nên có thể các bạn đã mang đi sửa chữa ở đâu đó rồi. Nó bị vẹo cả cái này lệch. Cái này các bạn bó, các bạn phải cho cái xốp vào, cho cái bìa vào để nó cứng ấy. Nó cứng, nó định hình, nó không bị móp như này. Chúng ta sẽ có một con R9380X. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến một cái kiện rất to này. Kiện này cũng của bạn là tên là Phong này. Đấy. Đến lượt bạn này thì bó rất là cẩn thận luôn các bạn này. Đấy. Một cái con Vega rất to được kẹp. Và kẹp như này là chuẩn nhất các bạn nhé. Nên gửi kiểu như này. Các bạn nên gửi kiểu như này cho nó chắc ăn các bạn. Chúng ta lại có một con Power Color nữa các bạn này. Con này là phiên bản 3 fan. Nhưng mà nhìn nó cũ quá rồi. À, bụi này. Muối này. Muối tản rất là nhiều các bạn nhé. À, ống này là bạc hết cả rồi. Con này một là sử dụng ở một cái môi trường cực kỳ ẩm thấp. Ẩm thấp. Và hai là trong các chuồng trâu các bạn nhé. Nó mới có hiện tượng như này. À, gọc này dỉ hết rồi các bạn này. À, sassy dỉ hết cả rồi. Con này là con RX574G. Cũng đã tháo tem tiết hết, tháo hết rồi. À, vừa tháo ra rồi vừa dỉ. Thì cái con này khả năng sống lại của nó thì chắc là không cao rồi các bạn. Nhìn gớm quá nhưng mà không biết được. Chúng ta cứ phải test thử để biết các bạn nhé. Như vậy là có một con 570 nữa này. Đấy, một con MSI các bạn nhá. Cong đến đổ cả cái phần sassi chắn này. À, đổ dạt vào đây luôn. Ship ra như này nhiều khi là chưa hỏng hẳn nhưng mà thành như này thành hỏng hẳn các bạn nhá. Bởi vì những cái linh kiện này nó sẽ không còn nguyên nữa đâu. Nhưng mà khá là may mắn là con này là con gì đây? Đây là 10603G các bạn này. Đấy, con này thì vẫn còn tem siêu này. Đấy. Và phần ốc ở đây này, các phần ốc ở đây nhìn nó khá là cũ. Đấy, cũ theo thời gian thì khả năng cao là con này là nguyên bản các bạn nhé. Đấy, yeah. Có điều là đổ dạp cả cái phần sassi chắn này. Đấy, mạch có bị cong không biết. Mạch cũng hơi cong cong này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn chưa. Đấy. Bên này thì thẳng, bên dưới này là hơi cong này. Đấy. Các bạn ship hàng ra các bạn phải để ý nhé. Đóng gói cẩn thận vào chứ không mà nhiều khi là do ship mà cơ hội sửa của chúng ta nó thấp đi đấy các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với cái bọc cuối cùng. Cái bọc này của bạn tên là Vương Tấn Đạt này. Đó. Bạn ấy có ghi này: chào anh, em có con RX580, hiện tại em cắm vô PC báo lâu sai, với quạt thì không quay, mong anh test và kiểm tra giúp em, cảm ơn, em tên là Đạt. Ok các bạn nha. Xem con này của bạn nha. Bó. Đấy, cái này nó thẳng như này mà. Đấy. Ui. Đây các bạn nha. Lại là Power Color nữa các bạn này. Hôm nay là ba con Power Color liền nằm ở đây. Con này thì cũng khá là dỉ rồi đấy các bạn. Đó. Con này chắc ở chuồng trâu ra thôi các bạn nhá. Đấy. Quạt ốc yếc cái dỉ hết rồi. Có muối tản này, oxy hóa khá là nhiều luôn các bạn nhá. Đằng sau bạn ấy ghi tên bạn ấy vào này và có cái ốc dán ở đây này. Cũng bóc rồi đấy. Ốc này. Đó, ốc siêu này. Ốc siêu rồi còn toét cả ra rồi. Thì không biết là con này như nào các bạn. À, mốc này. Ai, mốc hết cả rồi. À, trong này. Đấy. Con này khả năng rất cao là trâu. Nếu mà không phải trâu thì ở cái chỗ
dùng nó quá ẩm thấp luôn các bạn này. Đấy, linh kiện lên kia cái cảm giác mốc mốc hết cả rồi, cháy cả ra này. Để mình cho bật cho các bạn xem này. Yeah. Nhìn cái linh kiện này gần như bay hết cả rồi đây này. Để chỗ này này đấy. Yeah. Những con này tỷ lệ sống được khả là rất là thấp luôn các bạn nhé. Đấy, hôm nay chúng ta có 4 con tất cả, trong đó có 3 con của Power Color luôn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang test thử xem là hiện trạng nó như nào các bạn nhá. Ok các bạn nhá, mình đã lắp con R9 vào đây test trước rồi. Đấy, và test những cái con kiểu như này và những cái con lát lát như ngày hôm nay là phải cái mê còn bảo hành như này các bạn nhá. Con này là con H410 còn bảo hành này. Và mình đang cắm tín hiệu ở trên con HDMI của mình này. Đấy, trên main đấy nhá. Nếu nó xuất hình qua màn hình cái là tức là cả on đấy, là con này đi luôn. Chúng ta test kiểu đấy cho nhanh nhá. Bật điện này. Ta sẽ thử nhá. 2 3 chạy rồi đấy. Lên không? Lên, bật phím lên. Không xuất hình các bạn ạ. Không xuất hình có khi là ngon. Đấy, không xuất hình này. Và con này đang báo led ở Vega này các bạn này. Đấy, đang báo led ở Vega này. Đó. Nhưng mà không xuất được hình các bạn nhá. Chúng ta cứ chuyển nó lên trên này xem sao nhá. Vệ sinh nó đi và chuyển nó lên trên. Ok các bạn nhá, mình đã vệ sinh xong con này và lắp nó lên cổng HDMI của các con Vega nhá. Không lắp trên main nữa rồi. Chúng ta sẽ thử xem sao nhá. 2 3 lên không? Bật phím đây. Lên, bật phím lên. Xuất hình. Có xuất hình. Ơi, ông già. Ui giời. Bệnh này là bệnh mà cái mấy cái dòng giờ 9 này gặp rất là nhiều các bạn nhé. Con này là lỗi Vera mà. Nó vẫn xuất được hình ấy, nhưng mà nó bị sọc kiểu ma trận ấy. À, đấy. Cái lỗi này thì Vera con này này nó rất là hiếm nên là không chắc đã xử lý được ngay con này các bạn nhé. Và cái dòng giờ 9 này bị rất nhiều luôn thôi. Không phải một mình con này đâu mà rất nhiều con bị. Đấy, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua con này các bạn nhé. Này lỗi Vera mà. Sẽ đến với con tiếp theo. Con này là con 570 là cực kỳ xấu. Tỷ lệ chết lây mềm rất là cao các bạn nhá. Mình đã cắm con này rồi các bạn nhá và vẫn cắm xuất hình qua cả con bot này. Nếu nó lên được là ok. Thì những con này tỷ lệ chết mềm rất là cao các bạn nhá. Chúng ta sẽ thử nha. 2 3 chạy rồi đấy. Lên không? Bật phím lên. Cũng không xuất hình các bạn này. Đấy. Không xuất hình các bạn nhé. Đấy. Lại có khi là tỷ lệ lại vớ vẩn lại ngon các bạn nhé. À, không xuất hình. À, chúng ta lại thử lại nhé. Ok các bạn nhé. Nó còn một cái nút gạt BIOS đây này. Đấy. Nát nữa nó không lên thì chúng ta sẽ gạt BIOS thử để xem sao nhé. Đấy. Chúng ta sẽ đóng nguồn này. 2, 3. Bật thử nhá. 2, 3. Chạy đấy các bạn, liệu lên không? Bàn phím lên vẫn không xuất hình các bạn ạ. Đấy. Bàn phím lên nhưng con này không xuất được hình này. Cổng HDMI có một cổng thôi. Chúng ta sẽ thử gạt BIOS xem sao các bạn nhé. Gạt cái nút BIOS này. Chúng ta đã gạt con BIOS sang bên này rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy. Và thay cổng DVI rồi. Chúng ta sẽ thử lại xem nó lên không nha. 2. Chạy rồi đấy các bạn. Lên không? Bàn phím lên. Xuất hình, xuất hình. Có xuất hình. Cấy. Lên các bạn nhá. Ishia. Ok. Đấy. Con này trông rất xấu và lát này. Đấy. Nhưng mà khi mà gạt chuyển BIOS phát xuất qua DVI đã lên hình. Lên rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, bây giờ quan trọng là phải cắm một cứng vào để test game xem mà nó chạy như nào nhá. Các bạn chờ một lát. Ok ở đây các bạn này, em nó đã lên được hình bình thường này, nhận đủ độ phân giải nhá, chớp chớp hai lần là nhận được độ phân giải nhá. Một con rất xấu luôn các bạn nhá. Cực kỳ xấu. Đấy thì nó lại nhận được. Chúng ta sẽ xem mà. Mình vẫn dùng con i3-10100 thôi. Graphic RX 570 4GB. Ok các bạn nhá. Chúng ta sẽ test thử game xem sao. Ok các bạn nhá, chúng ta đang đến với Tomb Raider trên cái con RX 570. Cực kỳ xấu gái, tưởng là chết thì chúng nó lại đang chạy được các bạn này. Đấy. Nhiệt độ khá là mát luôn, 60 độ, hoạt động 100% công suất, ăn 107W điện. Đấy. Chạy tương đối là mượt mà các bạn nhá.
FPS được 6 mấy FPS này. Setting thì mình đang để như là đấy, very high setting, là max ping của con game này rồi. Và hiện tại nó cũng đang chạy max công suất của con 570 các bạn nhé. Khá là ngon luôn này các bạn này. Đấy. Xấu gái như thế. Nhiệt độ của chúng ta đang leo lên 70 độ rồi. Không biết lâu hơn thì có sập không. Nhưng hiện tại là đang chạy khá là ngon các bạn nhé. Với những trường hợp như này thì chúng ta phải test lại lâu hơn. Hiện tại nó vẫn đang chạy ok này. Nhưng mà với những con này thì chúng ta phải test tầm khoảng 5-6 tiếng thì mới biết chính xác được là nó ngon thật hay không. Nhưng mà hiện tại là nó ok rồi các bạn nhé. Gạt loop BIOS và phát là nó chạy được rồi. Chúng ta sẽ đến với những con khác nha. Chúng ta sẽ lại đến với một con rất xấu gái này nữa các bạn nhé. Con này là con 580 này. Nó chỉ có một cổng xuất hình ở đây này. Đấy. Ok các bạn nha, mình đã nắp nó vào rồi và cũng đã chuyển cái cổng xuất hình lên cái main rồi nha các bạn nha. Nếu xuất được qua main cái là hẹo luôn, đỡ mất thời gian. Chúng ta sẽ bật thử nha. Hai, úi, không bật được luôn các bạn này. Cắm một lại. À đâu, có chạy. Lên, bật phím lên không? Lên, ua lên luôn này. Lên luôn. Xuất qua cả hình on luôn, có hình luôn này. Thôi con này thì đi hẳn rồi các bạn nhá. Có cái nút gạt BIOS này. Đấy, nhưng mà bởi vì nó không nhận gì luôn nên là cái nút gạt BIOS này không còn tác dụng các bạn nhá. Nó phải nhận, như cái con kia nó nhận một cái thì khi mà chúng gạt BIOS thì nó mới sang một bản BIOS khác thì nó mới chạy được. Đấy, nên là con này bỏ luôn này. Chúng ta đến với con cuối cùng trong hôm nay là một 0603G của MSI. Con MSI duy nhất trong 3 con Power Color. Chúng ta sẽ thử xem sao nhá. Mình vẫn để xuất hình qua card on đấy. 2 3. Chạy rồi. Nên không? Nên, bàn phím lên. Xuất hình. Xuất hình thật các bạn này. Đấy. Ôi trời, như vậy là con này và con 580 này là hai con đi hẳn các bạn nhá. Nó không nhận gì cả. Máy nó không nhận ra là thiết bị được cắm thêm vào nên là không có cơ hội nào cho cái việc cứu vãn cả, chỉ có đi viện thôi. Rất may là cái con xấu nhất trong đám ngày hôm nay thì nó lại chạy được, và con này mình phải test kỹ hơn thêm vài tiếng nữa, 5-6 tiếng nữa chạy liên tục thì mới biết được các bạn nhé. 3 colorful 1 MSI rồi. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.